A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thiện nhân tiếp tục lên chương trình tặng pháp bảo cho tất cả quý anh chị đồng tu nha. Bây giờ là ngày hôm nay thiện nhân được sự vô duyên của em Ngọc, của sư muội Ngọc ở An Giang. Thiện nhân sẽ tặng cặp có thêu danh hiệu A Di Đà Phật để quý vị gieo duyên lại cho con cháu ở nhà của mình, để hướng tu cho các con luôn, cũng như là gieo duyên niệm Phật cho tất cả những người hữu duyên của mình. Thùng lớn lắm, nhưng mà có một thiện nhân bê lên cái này cho quý vị xem kỳ như thế này đây. Bây giờ thiện nhân sẽ cắt cặp ra, sẽ cắt cái cặp ra để cắt cái thùng hàng ra để giới thiệu cái cặp cho mọi người nha. Gói kỹ quá. Đây, rất là dễ thương. Đừng làm việc ác, đừng làm việc ác. Mỗi năm bình an, siêng làm việc lành, mỗi năm như ý. A Di Đà Phật. Cái này là bằng giả dù nha quý vị. Giả dù này là có chế độ thấm nước chứ không có chống nước. Nhưng mà cái cặp này thì nhân thấy được lắm. Bên đây mình có thể để cái bút viết nè, bên đây mình để một cái gì, cái bình nước nó mang vô. Như thế này đây. Tự nhiên mang cặp này vô cái muốn đi học ghê. Giờ không biết học gì. Thì nếu như mà huynh tỷ nào á mà hữu duyên á thì đến sát Không Đồng thành phố Bến Tre để thỉnh cái cặp này nha, không có ship. Và cái cặp này nếu như ai mà muốn thiện nhân ship á thì chép danh hiệu A Di Đà cho thiện nhân đi, thiện nhân sẽ ship. Còn không thì đến shop Không Đồng mà thỉnh nha. Chép bao nhiêu ạ? Chép 1.000 câu, chép 2.000 câu đi, 2.000 câu A Di Đà Phật đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 2.000 câu như vậy, rồi gửi qua Zalo cho thiện nhân. Zalo của thiện nhân là 0364 99 3537. Gửi qua đi thiện nhân sẽ ship nha, thiện nhân sẽ chuyển tặng nha. Cái cặp này bằng dù rất là chắc chắn quý vị ơi, đã lắm. Chắc thỉnh cái để mang mà không biết mang đi đâu, mang để học cái gì. Đây rồi, quyết định như vậy nha quý vị. Ai mà muốn thỉnh miễn phí thì cứ đến shop Không Đồng thành phố Bến Tre, 46 Lý Thường Kiệt, phường 2 thành phố Bến Tre để thỉnh. Còn nếu như ai mà muốn thiện nhân ship đi xa thì phải chép 2.000 câu A Di Đà Phật, xong đó liên lạc với thiện nhân qua Zalo 0364 99 3537 nha, là thiện nhân sẽ gửi cặp tặng cho mọi người, được chưa? Rất là đẹp luôn. A Di Đà Phật.